À, khô luộc trứng à. À, mà các bạn cùng khám phá khô luộc trứng ở suối nước nóng Bình Châu. Đây là những quả trứng này. Ở khung viên ở bên kia là từ chỗ ngâm chân cho đến đây là gần, và chỗ đó là nhà chờ. Những cái bàn để du khách nghỉ ngơi và khung viên. À, phía trước chúng ta ngay chỗ đó là cái khu ngâm chân, và đằng sau lưng đây là khu luộc trứng. Khu luộc trứng có hình dáng của những quả trứng này. Ở đây mình muốn luộc trứng thì mình sẽ mua trứng là 15.000 một quả, và mình bỏ xuống luộc xong rồi ăn. Đâu? À, khu vực luộc trứng này. Trong mấy cái chậu này để bỏ trứng cái này luộc này. Ở đây dưới này người ta có bỏ mấy cái trứng này. Luộc trứng luộc. Trong này có mấy cái vỏ trứng nè, vỏ trứng luộc ở dưới này, trong này hai cái vỏ trứng.